khác với quả cau dùng để ăn trầu cau cảnh hay cau kiểng thường chỉ dùng trang trí trưng bày làm đẹp cho không gian khi những trùm cau để lâu bị hỏng thì người ta sẽ mang bỏ đi ấy vậy nhưng một điều không ngờ tới là những quả cau này cũng có thể ăn được thậm chí còn là món ăn rất hấp dẫn những cỏ cao sẽ được tách bỏ vỏ để lấy riêng phần ruột màu trắng. Ruột cao màu trắng sẽ được mang đi luộc chín, ngâm với màu thực phẩm hoặc màu tự nhiên nếu thích. Mứt cao được bán trên chợ mạng với giá 99.000 đồng nửa kg và được nhiều khách đặt mua. Từ đầu tháng 5 đến nay, nông dân ở các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh đã bước vào đợt thu hoài cua biển nuôi đầu tiên năm 2021. Điều phấn khởi giá cua biển thương phẩm tại thị trường Trà Vinh hiện ở mức cao từ 220.000 đến 370.000 đồng một kg tùy loại cua. Cụ thể, giá cua xô loại 5 đến 6 con 1 kg được thương lái thu mua tại ao 220.000 đồng 1 kg. Cua cái so với loại 4 5 con 1 kg giá 250.000 đồng 1 kg. Cua gạch loại 3 đến 4 con 1 kg có giá từ 400 đến 450.000 đồng 1 kg. Cua loại 2 đến 3 con 1 kg giá 350.000 đồng 1 kg. Năm 2020, diện tích nuôi cua biển của tỉnh Trà Vinh tăng lên 23.000 ha, cao hơn những năm trước 5.000 đến 7.000 ha. Tổng sản lượng cua biển nuôi thu hoạch trên 71.000 tấn. Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết, mua sắm trực tuyến ở nước này đã tăng trưởng ở mức hai con số trong tháng 3 nhờ nhu cầu tăng mạnh trong giai đoạn đại dịch Covid-19 mua sắm trực tuyến ở xứ sở kim chi đã lên tới 15,89 nghìn tỷ won, tương đương 14,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng nhanh nhất trong khoảng 2 năm rưỡi kể từ tháng 10 năm 2018. Nhu cầu mua sắm trực tuyến đối với thực phẩm, bao gồm cả dịch vụ ra đồ ăn, trong thời gian này đã tăng 62,4% do mọi người vẫn hạn chế hoạt động bên ngoài. Mua sắm trực tuyến đối với các thiết bị gia dụng, điện tử và truyền thông tăng 22%. Và nhu cầu đối với các dịch vụ đi lại và vận tải gần như tăng gấp đôi nhờ các biện pháp kiểm dịch được nới lỏng. Cũng trong tháng 3, mua sắm trên điện thoại thông minh đã đạt 10,98 nghìn tỷ won, tương đương 9,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 69,1% tổng giá trị mua sắm trực tuyến.